Đợt này trời lạnh, bà cũng đừng dậy sớm quá. Hôm nào mưa gió thì bà nghỉ ở nhà bà nhá. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Con chào bà. Vâng ạ, bao nhiêu tiền cháu gửi ạ? 28.000. Sao hôm nay đắt hơn mọi khi hả bà? Miến này á, bà nhập ở dưới xuôi lên đấy, hàng chuẩn đấy. Có ngon thật không ạ? Ngon, miến này mà nấu với măng rừng á thì hết ý. Vâng ạ, cháu cảm ơn bà, cháu gửi nhá. Tư Duyên à, thế đến công ty mới thế nào rồi? Mọi việc đều thuận lợi ạ, bà không phải lo đâu. Ừ, cố gắng con nhá. Có công có việc ổn định cho đỡ vất vả. Chứ bà thấy Mảnh với thằng Thường á, cứ sắp ngửa chạy hết việc nọ sang việc kia, vất vả quá. Đợt này trời lạnh, bà cũng đừng dậy sớm quá. Hôm nào mưa gió thì bà nghỉ ở nhà bà nhá. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Con chào bà. Mình à. Chào cô. Lâu lắm không nhìn thấy Hiệp. Thế bao giờ thì dắt bạn gái ra mắt cô chú đây? Dạ, cháu cũng chưa có thời gian để suy nghĩ chuyện đấy ạ. Hôm nào đến nhà cô ăn cơm nhá. Dạ vâng. Cháu xin phép ạ. Ờ. Chào cô. Em sao thế? Em có chuyện muốn nói với anh. Thật là, liệu cái Giang nó có đồng ý không? Tất nhiên là nó không chịu rồi. Mà thằng Quang con chị Trà nó về được có một tuần thôi. Em muốn hai đứa gặp nhau. Trước khi thằng Quang đi thì hai đứa cũng đã gặp nhau mấy lần rồi, chắc cũng dễ nói chuyện. Lần này mình mời gia đình chị Trà đến ăn một bữa cơm giống như một buổi gặp mặt thông thường, để xem rồi tính. Em bảo này, chuyện tình cảm nên để thuận theo tự nhiên đi. Với tính cách cái Giang nhà mình, em làm như thế không ổn đâu. Làm thế chứ làm nữa cũng không thay đổi được nó đâu. Em cũng chỉ vì hạnh phúc của con thôi. Hồi nhỏ bà có mang về cho em một cuốn tạp chí kiến trúc. Và từ đó em cũng có ước mơ trở thành kiến trúc sư. Con người là một phần của tự nhiên. Thế nên những gì con người tạo dựng nên cần gần gũi với thiên nhiên thì mới bền vững. Trong đó có kiến trúc. Bạn vừa ra trường rồi đúng không? Công trình đầu tiên tôi thiết kế sẽ là một khu vệ sinh dành cho những đứa trẻ vùng cao. Thiết kế tốt đến từ người kiến tạo tốt. Mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng những giải pháp hay. Sao hai đứa cứ dính vào nhau thế? Mẹ muốn hai đứa giữ khoảng cách. Cô đến gặp những người đó chỉ vì bản thiết kế ấy à? Tôi không muốn có bất kỳ cơ hội gì từ anh cả. Phải cố nỗ lực vì những đứa trẻ Cao Sơn hay là vì sự hiếu thắng của bản thân mình? Có phải cô ấy giống anh một thời, cho nên anh muốn phủ nhận, đúng không? Nếu tôi ở vị trí của anh, thì tôi sẽ không nhân danh bất cứ thứ gì để ngăn cản người khác đấu tranh cho ước mơ của họ.
Hiện tại bạn được coi là một thành viên của công ty. Vì vậy chúng ta cần phải làm việc theo đúng quy trình và nguyên tắc. Dù sao thì vườn vệ sinh cũng không phải là một dự án lớn. Cá nhân tôi có thể tự đảm đương được ạ. Chúng ta sẽ thiết kế một quần thể hướng đến sự hài hòa và có tính bền vững. Về tính mục đích, khá giống với mô hình vườn vệ sinh mà Duyên đã đặt ra từ ban đầu. Khi tiếp quản lại, Hoàng sẽ phải nắm được cốt lõi vấn đề này. Dạ vâng. Tại sao anh không cho tôi trực tiếp theo dự án của mình ạ? Trung tâm có quyền điều phối, kể cả thay đổi bản thiết kế ban đầu của tác giả. Tôi tưởng bạn phải nắm rõ điều này trước khi vào đây làm rồi chứ. Theo những gì anh Hiệp vừa nói, tôi thấy mình không phù hợp. Chào Giang. Bây giúp tôi ít đồ sau cốp nhé. Ok. Mời nàng. Món gì đây? Trà hoa anh vừa phơi đấy. Anh phơi á? Ừ. Anh mà cũng hay uống mấy thứ này cơ à? Ừ. Thứ này có mùi thơm vị thanh, rất hợp với ông chủ hàng cây như anh. Thế ở nhà Giang hay uống gì? Ở nhà tôi hay uống nước ép. Nhưng mà tôi sẽ thử món này. Ừ. Thế nào? Ừ. Ok đấy. Thế hôm nay có chuyện gì mà nàng lại lặn lội đến đây, lại còn mang theo mấy cái hộp to to chứ? Đây là quà. Cho anh à? Không, cho tôi chứ. Nhưng mà tôi cũng sẽ tặng anh một ý tưởng. Nghe hấp dẫn thế. Em thử nói xem nào. Cửa hàng của anh đông khách nhất vào lúc nào? Buổi tối. Duyên à? Ừ. Thế đến công ty mới thế nào rồi? Mọi việc đều thuận lợi ạ. Bà không phải lo đâu. Ừ, cố gắng con nhá. Có công có việc ổn định cho đỡ vất vả. Chứ bà thấy Mảnh với thằng Thường á, cứ sắp ngửa chạy hết việc nọ sang việc kia, vất vả quá. Đợt này trời lạnh, bà cũng đừng dậy sớm quá. Hôm nào mưa gió thì bà nghỉ ở nhà bà nhá. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Con chào bà.